Tại sao Bill Gates và vợ lại quyết định ly hôn? Tham vọng kiểm soát độc tài nền y tế toàn cầu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hôn nhân của vị tỷ phú này? Khối tài sản khổng lồ của họ sẽ được phân chia ra sao? Tin tức về vụ ly hôn của hai vợ chồng Bill Gates đang được đăng trên trang nhất của tất cả các mặt báo lớn nhỏ trên toàn thế giới. Điều mà dư luận quan tâm nhất lúc này đó là hai vợ chồng vị tỷ phú này sẽ phân chia tài sản thế nào? Theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes, Bill Gates hiện là người giàu thứ tư thế giới với tổng tài sản lên tới 130,5 tỷ đô. Hiện tại, Bill và Melinda Gates chưa công bố thỏa thuận chia tài sản, nhưng theo quy định của bang Washington, khối tài sản khổng lồ trên có thể được chia đều cho hai bên. Kính thưa quý vị, theo hồ sơ tại tòa án nơi mà bà Melinda vừa nộp đơn ly hôn cho thấy, cả hai không có thỏa thuận phân chia khối tài sản khổng lồ này từ trước đó. Tuy nhiên, bà khẳng định đã thống nhất được về cách chia số tài sản chung và không công bố chi tiết. Bill và Melinda hiện sống tại bang Washington. Theo quy định của bang này, mọi tài sản có được sau khi kết hôn đều được coi là thuộc sở hữu ngang hàng của cả vợ và chồng và được chia đều. Một luật sư nổi tiếng tại Washington cho biết tỷ lệ không bắt buộc là 50-50. Tòa cũng có thể chia một bên ít và một bên nhiều, tùy từng trường hợp. Như quý vị đã biết, Bill Gates giàu lên nhờ cổ phiếu của Microsoft, nhưng số này hiện chỉ chiếm chưa đầy 20% tổng tài sản của ông. Hiện tại Bill Gates có cổ phần trong nhiều mảng, từ bất động sản, năng lượng, khách sạn đến đường sắt. Tuy nhiên, hai dự án đầu tư lớn nhất, bí ẩn nhất và cũng nhiều tai tiếng nhất của Bill Gates phải kể đến vaccine và chống biến đổi khí hậu. Thời gian gần đây, tham vọng tiêm chủng toàn cầu của Bill Gates đang bị chất vấn mạnh mẽ. Bill Gates bị chỉ trích vì không phải là một nhà khoa học hay một chính trị gia, nhưng nhờ tiềm lực tài chính lớn mạnh, vị tỷ phú này muốn quyết định số phận của hàng tỷ người thông qua chiến dịch tiêm chủng toàn cầu. Luật sư Robert Kennedy, cháu trai của cựu tổng thống John Kennedy, đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch tiêm chủng toàn cầu của tỷ phú Bill Gates rằng, đối với Bill Gates, vaccine trên bề mặt dường như là một hoạt động từ thiện chiến lược, nhưng nó lại móc nối với rất nhiều doanh nghiệp liên quan đến vaccine của ông ta. Một trong số đó là tham vọng kiểm soát doanh nghiệp nhận diện kỹ thuật số bằng vaccine trên quy mô toàn cầu, gọi là ID 2020, đồng thời trao cho ông ta quyền kiểm soát độc tài đối với chính sách y tế toàn cầu, có thể coi như một dự án tiên phong của chủ nghĩa đế quốc doanh nghiệp mới. Kính thưa quý vị, tương tự như các dự án về vaccine, với tiềm lực kinh tế lớn mạnh, Bill Gates đã đầu tư vào nhiều dự án của Đảng Dân Chủ dưới danh nghĩa chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu. Dự án đình đám nhất được gọi là dự án che trời hay còn gọi là dự án che mặt trời. Bill Gates đã tài trợ một khoản tiền khổng lồ để Đại học Harvard thực hiện dự án này. Và theo như ý tưởng che trời của họ, sẽ cần hơn 800 phi cơ để mang hàng triệu tấn bụi phấn lên một tầm cao khoảng 20 km, sau đó phun vào tầng bình lưu nhằm cản bớt sức nóng của mặt trời. Phía Harvard giải thích rằng, làm như vậy bụi trong không khí sẽ tạo nên một tấm che nắng khổng lồ, phản chiếu ánh sáng mặt trời không cho nó lọt xuống trái đất. Ông Michael Schellenberger, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Không có ngày tận thế cho biết, tôi đã nghe ý tưởng này từ 20 năm trước, nhưng giờ nó đang trở thành hiện thực. Họ đang cố thực hiện nó. Kể từ khi dự án hình thành, nó luôn bị phản đối. Tôi đã nói với chuyên gia ở Harvard rằng đây là một ý tưởng khủng khiếp. Hầu hết các nhà khoa học không đồng ý với ý tưởng này. Ảnh hưởng đối với hoa màu là hoàn toàn không thể lường trước được. Họ gọi đó là thử nghiệm. Nhưng các bạn biết đấy, không cách nào có thể khôi phục trở lại. Rất nhiều người sợ không dám nói về điều này một cách công khai, bởi vì tầm ảnh hưởng của Bill Gates là cực lớn. Kể từ khi Bill Gates thôi giữ chức giám đốc điều hành của Microsoft và chuyển sang các dự án vaccine, dự án cấy vi mạch lên cơ thể người hay dự án che trời này thì đều vấp phải sự phản kháng từ đông đảo người dân Mỹ.